Các em thân mến, cái nội dung của video hôm trước đó là thầy hướng dẫn cho các em cách chúng ta xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số cụ thể ở trên cái tập xác định anh vừa khoảng cho trước. Còn cái nội dung tiếp theo hôm nay á, là chúng ta đi xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số trên một cái hàm mà chúng ta không biết rõ cụ thể nó là gì, mà chúng ta chỉ biết một vài yếu tố liên quan đến nó, thì nó gọi là cái nôm na ta gọi nó là khảo sát sự biến thiên của hàm số của một hàm ẩn. Thì cái kiến thức này nó thuộc cái ở kiến thức phần vận dụng ở trong các cái đề thi trung học quốc gia hoặc là trong các đề thi thử của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Thì nó nằm ở trong cái khoảng từ câu thứ 31 đến câu 35 ở trong các cái đề thi. Thì cái video này là thầy hướng dẫn cho các em là khảo sát sự biến thiên của một hàm số mà chúng ta biết đạo hàm của nó, hoặc là biết cái dấu của đạo hàm. Chúng ta theo dõi cái bài hôm nay nhé. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số của hàm ẩn. Thì ở đây là chỉ có bài tập thôi và thầy sẽ hướng dẫn chúng ta nhìn vào cái đạo hàm F phẩy này để chúng ta đi tìm các khoảng đơn điệu của hàm số. Bài số 1. Tôi ghi lại cái F phẩy x. Là bằng x nhân x cộng 1 tất cả bình phương nhân cho 1 trừ x mũ 3 trừ x tất cả mũ 3. Đi tìm các khoảng đơn điệu của hàm số với điều kiện là f(x) bằng như thế này với mọi x thuộc R. Thì bây giờ chúng ta đã biết F phẩy rồi, vấn đề còn lại là chúng ta đi đi tìm nghiệm và chúng ta xét dấu F phẩy này. Thì mình cho là F phẩy bằng 0, ta cho F phẩy x bằng 0. Đây là một cái tích của nhiều cái đa thức, thì nó bằng 0 tương đương với trường hợp 1 là x bằng 0, trường hợp 2 là x cộng 1 tất cả bình phương bằng 0, và trường hợp thứ 3 là 1 trừ x tất cả mũ 3 bằng 0. Dễ dàng ta có được là trường hợp 1 là nghiệm x bằng 0. Bây giờ a bình bằng 0, a bình bằng 0 thì tương đương với a bằng 0. Vậy là x cộng 1 bằng 0, x cộng 1 tất cả bình bằng 0 nó tương đương với x cộng 1 bằng 0 hay là x bằng trừ 1. Cái này thì cái đề là x trừ 1 mũ 3, x trừ 1 mũ 3. A mũ 3 bằng 0 thì cũng tương đương với A bằng 0. Vậy là x trừ 1 bằng 0. Chúng ta đi giải x trừ 1 bằng 0 ra được là x bằng 1. Cái việc còn lại là chúng ta phải nhận định xem những nghiệm này là nó bội chẵn hay là bội lẻ. Nghĩa là cái số lần lặp lại của nó là chẵn hay lẻ. Cái video trước thì thầy nhắc lại chúng ta lưu ý là nếu nếu là nghiệm bội chẵn thì khi đi qua nghiệm cái dấu của cái đa thức biểu thức nó không đổi, còn nếu là nghiệm bội lẻ thì đi qua nghiệm thì cái dấu nó bị thay đổi. Thì ta thấy là ở đây là x mũ 1 bằng 0 là nghiệm lẻ, đây là nghiệm đơn nha. X bình phương, x cộng 1 bình phương bằng 0, đây là bậc 2. Bậc 2 mà có một nghiệm thì đương nhiên nghiệm kép, đúng không?
Đó là đây là nghiệm bậc chẵn này, nghiệm bậc chẵn. Ta ghi chú đây là nghiệm kép. Đây là x trừ 1 mũ 3 bằng 0. Ở đây nghĩa là x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0 3 lần như thế. Có nghĩa là nghiệm bởi lẻ. Đây là lẻ. Chúng ta chú ý là những cái chỗ nào mà chẵn thôi, còn lẻ thôi không cần để ý tới. Đúng không nào? Thì nó có bảng biến thiên như sau. Đây là x, f phẩy và f. Ta xét từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Và chúng ta sắp xếp các nghiệm của nó từ bé đến lớn. Thì nghiệm nhỏ nhất là trừ 1. Nghiệm thứ hai là 0 và nghiệm thứ ba là 1. Và tại các cái nghiệm này nè thì nó làm cho f phẩy sao? Bằng 0. Nó là nghiệm của f phẩy bằng 0. Khi xét dấu thì chúng ta chú ý các em chỉ cần xét dấu cái khoảng tận cùng bên phải này thôi. Thì ở đây á, khoảng tận cùng bên phải nó có hai cách làm như sau. Cách thứ nhất, bây giờ các em bây giờ lớn 1 này, em cho số 2 vô. Lưu ý rằng trong khoảng này nó không còn nghiệm nào nữa, nó chỉ có 3 nghiệm này thôi. Cho nên trong từng khoảng này nè, nó không còn nghiệm nào nữa. Nó không còn nghiệm có nghĩa là nó không đổi dấu. Có nghĩa là mình lấy một số làm đại diện, chẳng hạn lớn 1, mình lấy là 2, là 3, là 4, là 5, một số nguyên nào đó. Thế vô đây, nếu nó làm cho f' này dương thì toàn miền nó sẽ dương. Còn nếu làm cho f' này âm thì toàn miền sẽ âm. Đó, cách thứ nhất là chúng ta làm như thế. Thế thử nha, giờ lớn 1 ta lấy số 2. Lấy số 2 thế vào đây. Này dương. Cái này dương. 2 trừ 1 là 1. Mũ 3 lên cũng dương. Vậy là chỗ này vô cộng. Đúng nào? Cách thứ hai là chúng ta xét, ta nhìn vào tất cả các hệ số A của các cái đa thức. Của đa thức này nè. 1, 2, 3. Đây có dạng là AX cộng B, A là 1. Bậc nhất A là 1. Đây bậc 2. Bậc 2, x bình phương cộng 2x cộng 1, bậc cao nhất của nó có hệ số là bằng 1. Đây là x trừ 1 là mũ 3. X mũ 3 trừ 3x bình cộng 3x cộng 1. Đúng không? Vậy là A cũng là 1 luôn. Vậy là các hệ số A đó nhân dấu với nhau nó sẽ ra cái dấu này. Hồi nãy là mình có là gì? A là 1, A là 1, A là 1, nhân lại ra dấu cộng. Tiếp tục, bây giờ ta đi lui về bên trái. Nghĩa là đi về bên trái, cứ hễ qua nghiệm đơn thì nó đổi dấu. Còn qua nghiệm kép, kép là cái này nè, là nó không đổi. Đồng ý không? Đây dấu cộng, nghiệm kép là trừ 1, ta khoanh nó chỗ trừ 1 rồi lại đi. Chú ý chỗ này thôi. Đấy, còn lại là đơn hết, có nghĩa là đây cộng, qua đơn là trừ. Qua trừ, qua đơn đây là cộng. Và qua kép này là không đổi dấu, nó vẫn là dấu, dấu cộng. Người ta biết là khi mà f phẩy lớn bằng 0, này chỉ có bằng 0 tại một chỗ này thôi, thì cái hàm số đó tăng trên nguyên cái khoảng là từ trừ vô cùng cho đến 0. Và nó giảm từ 0 tới 1, và nó tăng từ 1 đến cộng vô cùng. Được không nào? Người ta thấy gì? Dựa vào đây, chúng ta nhận xét được rằng hàm số này tăng trên hai khoảng trừ vô cùng đến 0 và từ 1 đến cộng vô cùng. Tách nó ra nhé. Liệt kê nó ra. Tăng trên hai khoảng trừ vô cùng đến 0 và 1 đến cộng vô cùng, hoặc là phẩy 1 cộng cùng. Chứ em ghi hợp là sai. Hợp là sai. Và hàm số giảm trên khoảng từ 0 đến 1. Đồng ý không? Đấy. Chúng ta nhìn lại cái bài giải. Bây giờ ta sang cái bài tập thứ hai.
Bài số 2 cho f phẩy x bằng x bình phương nhân cho x bình trừ 4 nhân cho x trừ 2 tất cả bình phương. Cái này là với một x thuộc R. Đấy. Làm giống như bài số 1. Thứ nhất là chúng ta cho f phẩy bằng 0. Đây là tích của ba cái đa thức 1, 2, 3. Vậy là tương đương với x bình bằng 0 hoặc x bình trừ 4 bằng 0 hoặc x trừ 2 tất cả bình phương bằng 0. Không thấy gì? X bình bằng 0 thì tương đương với x bằng 0. Mà là đơn hay kép? Đơn hay kép? Đó là bậc 2, bậc chẵn, cho nên đây là nghiệm kép. X bình trừ 4 bằng 0, nó ra hai nghiệm phân biệt là 2 hoặc là trừ 2. X bằng 2 hoặc x bằng trừ 2. Dưới này, x trừ 2 tất cả bình phương bằng 0, tương đương với x trừ 2 bằng 0. Nhưng vì cái mũ chẵn này nè, mũ chẵn này nó cho ta, nó lặp lại hai lần, có nghĩa là x bằng 2 dưới đây là nghiệm kép. Rồi tổng kết lại ta thấy nó có ba nghiệm thôi. Thứ nhất, nhỏ nhất là trừ 2, thứ hai là 0 và thứ ba là bằng 2. Và lưu ý là ở đây số 2 là kép. Kép này gặp đơn trên đây, vậy nó ra là gì? Nó ra là đơn, đúng không? Kép này gặp đơn đây ra là đơn. Vậy là chỉ có mỗi số 0 này là khi tổng kết lại nó là nghiệm kép thôi. Còn cái x bằng 2 này, kép này gặp đơn nó ra là đơn. Được không nào? Bạn Minh Thiền. Nghiệm bé nhất là trừ 2. Nghiệm thứ hai là 0. Nghiệm thứ ba là 2. Và cộng vô cùng. Tại các nghiệm nó bằng 0 hết. Chú ý ngay chỗ cái x bằng 0 là nghiệm kép. Nghiệm kép. Mình khoanh lại cái này đi. Thì lấy màu đỏ cho dễ nhìn ha. Giống như lúc nãy là chúng ta đi xét dấu của cái khoảng tận cùng bên phải. Được không nào? Xét dấu tận cùng bên phải này. Mọi người thấy này. Ta làm cho nó nhanh đi. Lớn hơn 2 lấy số 3. Lớn hơn 2 lấy số 3. 3 thay vào đây. 3 thay vào đâu? Vào f phẩy nhé. Mình đang tính, mình đã xét dấu của f phẩy. Mình lấy số 3, mình thay vào f phẩy. Này dương. 3 này 9 trừ 4, 5 dương. Này 1. Bình phương dương. Vậy đây là dấu cộng. Đồng ý chưa? 1 cộng 2 là đơn, qua đây đổi dấu trừ, đã nghiệm kép là bằng 0, cho nên thì sao? Qua nghiệm kép này không đổi dấu và qua đây là dấu cộng lại. Đấy, dễ thấy là hàm số này đồng biến trên khoảng trừ vô cùng đến trừ 2, nghịch biến từ trừ 2 đến 2 và đồng biến từ 2 cho đến cộng vô cùng. Yeah. Hàm số f phẩy nhỏ hơn hoặc bằng 0 trên khoảng AB thì nó nghịch biến, với điều kiện là cái vụ bằng 0 này nè, nó chỉ tồn tại một số hữu hạn điểm thôi. Nhắc lại cái điều kiện mở rộng. Đấy. Vậy là dựa vào biến thiên, chúng ta suy ra các khoảng đường đều của hàm số. Đây là cái đề thi thử của
cái trường trung học phổ thông Đoàn Thượng Hải Dương năm 2018. Nó cũng giống như thế này thôi. Đề bài yêu cầu cho F phẩy và yêu cầu là tìm, nó hỏi là đồng biến trên khoảng nào, đồng biến khoảng nào, và chúng ta dò xét từng cái trường hợp một. Bài tập số 3. Bây giờ cho f(x) bằng x cộng 1 tất cả bình phương nhân cho x trừ 1 tất cả mũ 3 và nhân cho 2 trừ x với một x thuộc R. Đấy. Ta cho f phẩy bằng 0. Giải quyết nhanh chỗ này luôn nha. X cộng 1 tất cả bình bằng 0 thì tương đương với x bằng trừ 1. Nhưng mà vì bậc 2 nên là nghiệm kép. X trừ 1 mũ 3 bằng 0 là tương đương với x bằng 1. Cái này đơn, bậc lẻ, không để ý tới. 2 trừ x bằng 0. 2 trừ x bằng 0 thì x bằng 2. Cái này bậc lẻ luôn, bậc 1 không để ý tới. Chỉ có chú ý cái chỗ kép này thôi. Đồng ý chưa? Bạn Minh Thiên. Nghiệm bé nhất là trừ 1, thứ hai là 1 và thứ ba là 2. Ở đây cộng vô cùng. Nó là đa thức nên ta các nghiệm đều bằng 0. Giờ bây giờ xét dấu. Nghiệm kép là ngay chỗ x bằng trừ 1, nó khoanh nó lại chỗ này. Đấy. Có thể lấy là x khoảng tận cùng này, tôi nhắc lại là xét cho phải là khoảng tận cùng này thôi, còn những cái chỗ khác là chúng ta theo quy tắc xét dấu, nghĩa là qua nghiệm đơn đổi dấu, nghiệm kép không đổi thì chúng ta xét tận cùng bên phải đây, mình lấy x lớn hơn 3, ấy sẽ là x bằng 3, x bằng 3 này âm đúng không, 2 trừ 3 là trừ 1 âm, x bằng 3 cái này dương, x bằng 3 này dương, dương nhân âm này ra là số âm. Qua nghiệm đơn đổi dấu thành cộng, đây đổi dấu thành trừ, và qua nghiệm này là nó không đổi dấu. Vậy thế là nó giảm từ trừ vô cùng cho đến 1, nó tăng từ 1 đến 2 và nó giảm từ 2 đến cộng vô cùng. Cộng vô cùng. Rồi bây giờ lựa chọn đáp án thôi, ta dò từng cái. Hàm số này đồng biến trên khoảng 2 cộng vô cùng a đúng không? Trên khoảng từ 2 đến cộng vô cùng thì hàm số đó làm sao? Nghịch biến đúng nào? Vậy là a sai. Trên khoảng trừ 1 đến 1 hàm số đồng biến, trừ 1 đến 1 hàm số đồng biến, đáp án B cũng sai, phương án B cũng sai. Hàm số đồng biến trên khoảng 1, 2, trên khoảng 1, 2, trên khoảng 1, 2, hàm số đồng biến, C đúng. D, hàm số đồng biến trên khoảng trừ vô cùng đến trừ 1, sai đúng không? Trừ vô cùng đến trừ 1 là hàm số nó nghịch biến. Đây là cái một số bài tập. Cái này cũng khá đơn giản, ta đọc được ta đọc được cái hàm F phẩy nó được là ok. Bây giờ tôi cho một cái ví dụ khác, một tập chẳng hạn như là cho phức tạp hơn chút tôi lấy cái một cái bài tương tự thế này. Chẳng hạn như cho f phẩy x này
nó bằng là x trừ 2 tất cả bình phương. Ở đây là 3 trừ 2x nhân cho x 2x bình trừ 5x cộng 2. Đấy. Tức là này với mọi x khác 2. Đa số trong các cái đề thi thì chúng ta chỉ gặp những cái dạng đa thức thế thôi. Tức là chưa bao giờ chúng ta gặp cái đề mà có dạng phân thức kiểu này. Nhưng mà vấn đề đặt ra là có cái hàm nào mà đạo hàm ra vậy hay không? Đương nhiên là có, bởi vì cái hàm này ta tính, ta đi tìm nguyên hàm nó được. Tìm nguyên hàm nó được có nghĩa là có cái hàm để đạo hàm ra nó. Nào. Mà ở đây ta không cần tìm cái hàm cụ thể f là cái gì, mà chúng ta đi xét dấu của f phẩy này thôi. Từ bây giờ ở đây ta lập luôn mở biến thiên thế này. Mọi người xem nha. X đây f phẩy và f. Tôi cho từng cái thành phần bằng 0, từng cái đa thức nhỏ đây bằng 0. Thì đây là 3 trừ 2x bằng 0, nghiệm là gì? X bằng 3 phần 2. Đúng không? 2x bình trừ 5x cộng 2 bằng 0. Ta giải nhanh cái này ra được hai nghiệm là x bằng 2 hoặc x là bằng trừ 1 bằng 1 phần 2. Ở đây cái dấu của mẫu ta không cần xét cũng được. Bởi vì khi mà x khác 2 thì bình phương của nó luôn luôn là số dương. Mà chúng ta khi chúng ta xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số là các em chỉ cần biết dấu của f phẩy thôi. Dấu f phẩy. Bây giờ mẫu nó dương rồi, mẫu nó đã dương rồi. Cho nên nếu tử dương thì f phẩy dương. Nếu tử âm thì f phẩy âm. Đồng ý chưa? Nhưng lưu ý tại ngay chỗ x bằng 2, x bằng 2 nó làm cho f phẩy này là không xác định. Là không xác định. Ta sắp xếp các số. Đây là bé nhất là 1 phần 2, ở đây trừ vô cùng. Đây là 1 phần 2, 3 phần 2. Cái số 2 này đồng thời là nghiệm của tử và nghiệm của mẫu luôn. Nghiệm của tử và nghiệm của mẫu. Ngay đây là nghiệm của mẫu. Nghiệm của mẫu thì cả f và f phẩy đều không xác định hết. F phẩy và f phẩy không xác định hết. Nên cộng vô cùng. Rồi chúng ta chú ý. Như tôi nói nãy là không cần nhìn vào cái chỗ nghiệm của mẫu, nghĩa là cái này là chúng ta chỉ xét ở trên tử này thôi. Đúng không nào? Trên tử thôi. Thì ngay chỗ 1 phần 2 là nghiệm của tử này, nó làm cho cái f phẩy bằng 0. 3 phần 2 là nghiệm của cái tử này, của cái phân thức này, của cái đa thức này, nó làm cho này bằng 0. Đấy. Còn ngay chỗ số 2, ngay đây là nó không xác định, f phẩy không xác định. Rồi bây giờ xét dấu. Rồi lưu ý nhé, có nghĩa là gì? Chúng ta không quan tâm đến mẫu. Có nghĩa là đây là nghiệm đơn hết. Có một lần gặp nó thôi là nghiệm đơn hết. Còn nếu ta quan tâm đến mẫu luôn thì đây là nghiệm bậc chẵn. Nghiệm bậc chẵn này x bằng 2 bậc chẵn gặp cái x bằng 2 bậc lẻ thì nó sẽ ra là nghiệm đơn, nghiệm bậc lẻ. Đúng không? Rồi bây giờ xét dấu. Lấy số lớn hơn 2. Lấy số lớn hơn 2. Chúng ta lưu ý cái số 2 này cũng là một cái nghiệm nhé, nhưng mà nó làm cho f phải không xác định. Lớn hơn 2 ta cho x sẽ bằng 3. X sẽ bằng 3 thì chỗ này thế nào? 3 mà trừ 6 là số âm. X bằng 3 ở đây ra là 9, 18. 18 cộng 2 là 20. 20 trừ 15 ra là bằng 5. 5 mà nhân cho trừ 3,
nó ra là trừ 15, đó là số âm. Vậy là đây là số âm. Đơn hết cho nên qua đây đổi dấu thành cộng. Đây trừ và đây là cộng. Thế là đây tăng, đây giảm, đây tăng và ở đây giảm. Chúng ta nhìn lại cái này một chút. Bây giờ ta dùng dấu của đạo hàm f phẩy, ta dùng f phẩy để xét sự biến thiên của hàm số rx nó dạng hàm hộp là f của ux cộng cho một cái hàm hx nào đó. Một cái dạng khác nó khó hơn cái dạng này một chút. Trước khi chúng ta làm cái này á, thì nó chú ý, có mấy cái chú ý sau đây. Chú ý thứ nhất, chú ý thứ nhất đó là fx nó liên tục ở trên D. Rồi UX cũng liên tục trên D. Thì chúng ta suy ra được là cái hàm hộp F của UX này cũng liên tục ở trên D. Đó là chú ý thứ nhất. Chú ý thứ hai đó là khi nó có đạo hàm thì chúng ta có là f phẩy đạo hàm của hàm hộp mới là f của ux, mà đạo hàm á thì nó bằng như nào, đạo hàm của cái hàm ux này nhân cho đạo hàm của cái hàm f mà theo cái ux. Các em phân biệt giữa hai khái niệm này nè, niệm này đấy. Được chưa nào? Ví dụ như f của sin x đạo hàm là nó bằng sin x đạo hàm rồi nhân cho f phẩy của sin x, thì hai cái này hoàn toàn khác nhau, hai cái ký hiệu khác nhau nhé. Chúng ta lưu ý ký hiệu của nó. Bây giờ này nhân thêm cái cos x nữa đúng không? Rồi với chú ý này chúng ta đi giải cái bài tập số 1 của dạng 2. Để tìm các khoảng đơn điệu của một hàm số thì mục tiêu chúng ta làm cái gì? Đó là đi xét dấu của cái rê phẩy, của cái rê phẩy đúng không? Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số rx là chúng ta đi xét dấu của rê phẩy. Muốn biết dấu nó như thế nào thì chúng ta đi tìm đạo hàm của nó. Bây giờ cái bài số 1 ở đây. Rx bằng f của 2x cộng 1 trừ cho 12x. Suy ra luôn nha, suy ra r phẩy x bằng tính đạo hàm của cái hiệu này, tức là tính đạo hàm của f ux này rồi trừ cho đạo hàm của này. Thầy nhẩm luôn này,
f của ux, ux u là 2x cộng 1, đạo hàm của nó ra là 2, đúng không nào, nhân cho f phẩy của 2x cộng 1, ở đây là trừ cho 12, trừ cho 12, thầy đặt tử chung ra luôn, tử chung đây chính là 2, ở trong còn lại là f phẩy của 2x cộng 1 trừ cho 6. Đó. Bây giờ dấu của r phẩy này á, nó chính là dấu của f phẩy 2x cộng 1 trừ 6. Đúng không nào? Dấu của cái biểu thức này. Chúng ta xem cái này là cái gì. Tôi quay lại cái giả thiết. Cái giả thiết bài toán là f phẩy x thì nó bằng x bình phương trừ x, nên dẫn đến cái r phẩy x, mình đặt cái này là cái px đi cho nó tiện nhé. Bởi vì dấu của r phẩy này bây giờ chính là dấu của px, đâu biết nào, là f phẩy, f phẩy x thì bằng x bình trừ x, đúng không, f phẩy t là bằng t bình trừ t, f phẩy u là bằng u bình trừ u, u là gì, u là 2x cộng 1, đúng chưa, vậy đây là px bằng u bình là 2x cộng 1 bình phương trừ u là trừ cho 2x cộng 1 rồi trừ cho 6, trừ cho 6. Đồng ý chưa? Đến đây để tìm nghiệm thì các em có thể khai triển cái đa thức này ra. Đương nhiên là bậc cao nhất của nó là bậc 2, đúng không? Bậc 2 giải đơn giản. Nhưng mà chúng ta không làm như thế, bây giờ ta thấy đây có dạng là t bình phương trừ t trừ 6 bằng 0. Cho nên không cần phải khai triển nó ra, đúng không? Thì ta có là f phẩy bằng 0. Thì là r phẩy bằng 0. R phẩy bằng 0 nghĩa là tương đương với cái này bằng 0. Px bằng 0 tương đương bằng 0. T bình trừ T trừ 6 bằng 0. Dễ dàng nhẩm nghiệm được của nó là gì? Đó là 3, 3 bình phương trừ 3 trừ 6 bằng 0. Và lời nghiệm của nó là bằng 2, đúng không nào? T bình phương trừ T trừ 6 bằng 0. Lưu ý là không cần khai triển ra nhé. Không cần khai triển. Bấm máy luôn ở chỗ này nó ra được nghiệm là 2x cộng 1 bằng trừ 3 sẽ là bằng 3, hoặc là 2x cộng 1 bằng trừ 2. Đấy thì dễ dàng suy ra được x của nó là x bằng, chuyển qua 2x bằng 2, x bằng 1. Này chuyển qua là trừ 3, x bằng trừ 3 phần 2. Đấy. Tôi xóa khúc chuỗi ở trên. Được không? Vậy là bây giờ r phẩy nó có hai nghiệm, cái này nghiệm đơn cả, không có nào kép hết, được không nào? Dễ dàng kiểm tra cái dấu của nó. Các bạn biến thiên. Trừ vô cùng. Nghiệm là trừ 3 phần 2, 1 và cộng vô cùng. Đấy. Thì cái chủ nghiệm nó bằng 0 và nghiệm đơn hết. Là bây giờ dấu nó xét như thế nào?
Đây bây giờ mình cho lớp bằng 2 đi. X bằng 2 thì chuyện xảy ra. X bằng 2 thì cái này nó ra là 5 bình phương là 25 trừ cho 5. 5 bình phương x bằng 2 nhé. Thế vô đây. 5 bình phương là 25. 25 trừ 5 trừ 6 là trừ cho 11 trừ 6. Cái này là bằng mấy? 14. Đúng không? Là số dương. Cho nên phương này là dấu cộng hết. Nghiệm đơn đây qua là trừ. Đây là cộng. Vậy là ta có là cái hàm R này nó đồng biến ở trên khoảng trừ vô cùng đến trừ 3 phần 2. Nghịch biến trên khoảng từ trừ 3 2 đến 1 và đồng biến trên khoảng từ 1 đến cộng vô cùng. Được chưa nào? Ở cái bài số 2 nó gần như tương tự mà ta quan sát cái hàm F phải đây nó phức tạp hơn chút, chúng ta làm thử xem sao nha. Bài số 2 thầy xóa này đi nha. Bài 2 tính luôn cái rê phẩy. Mà khi đi thi là chúng ta làm luôn mấy cái bước này chứ không cần phải ghi lại cái đề làm gì. R phẩy x, f phẩy f của 3x cộng 3 tất cả đạo hàm là bằng 3x cộng 3 đạo hàm là 3 nhân cho f phẩy của 3x cộng 3. Được chưa? Trừ cho 159x, vậy đạo hàm ra là trừ 159. Đấy. Thế vô 3 f phẩy của u f phẩy của x. Chúng ta chú ý là f phẩy x là bằng x bình cộng 3x trừ 1. Vậy là f phẩy của u là bằng gì nào? U bình phương cộng 3u trừ cho 1, đúng không nào? U bình phương chỗ này chính là 3x cộng 3 tất cả bình phương cộng cho 3 lần của 3x cộng 3 trừ cho 1. Trừ 159 này ta đóng lại trừ 159, nhưng mà trừ 159 này chúng ta thấy là chia hết cho 3, rút ra luôn. 1 5 6 9 là chia hết cho 3 đúng không? 15 chia hết cho 3. Rút 3 ra ngoài thì trong còn lại là 15 chia 3 là 5. 9 chia 3 là 53 thì là trừ 53. Hay nó là 3 nhân cho t bình phương cộng 3t trừ 54. Đây với điều với cái ta đặt cái t này là bằng 3t cộng 3x cộng 3. Này có hai nghiệm. Dễ thấy là cái này bấm máy ra hai nghiệm t bình cộng cho 3t trừ 54 tích là bằng trừ 54. Tích bằng trừ 54 tổng là bằng 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 trừ 3. Không. Tổng của hai nghiệm là bằng trừ b chia a, tích của hai nghiệm là c chia a, vậy là tổng bằng trừ 3 mà tích bằng trừ 54. Ta nhẩm được hai số là số 6 và số trừ 9, vậy là ta cho cái rê phẩy bằng 0. Tương đương với t là 3x cộng 3 bằng 6 hoặc là 3x cộng 3 bằng trừ 9. Tính nhanh ta có 3x bằng 3, x bằng 1. Này 3x bằng trừ 12, x bằng trừ 4. Đồng ý chưa?
Bạn biết thiên khi đó là gì? Có hai nghiệm x bằng 1 phải trừ 4. Tại đây làm cho rơi phẩy bằng 0. Rồi bây giờ xét dấu. Ta thay vào trong này x bằng, bây giờ ta thử ta thay vào khoảng giữa này đi nhé. Bây giờ trừ 4, trừ 4 với 1, thay vì nãy ta tính lúc khoảng này, giờ ta lấy khoảng giữa cũng được. Nếu này dương, đây là nghiệm đơn này, nên nếu đây là dấu cộng thì hai bên là dấu trừ, nếu đây dấu trừ hai bên là dấu cộng, đồng ý không? Nó nghiệm đơn. Bởi vì thầy phát hiện ra hai này trái dấu với nhau, cho nên lấy số 0 làm đại diện cho nó tiện. Không thay vào đây, không thay vào đây, nó ra là 9. X bằng 0, chỗ này ra là 9, cộng cho 9, đúng không? Không rồi, cộng 9 là 18, 18 mà trừ 54 là bằng trừ 36, đó là số âm, vậy giữa đó là dấu trừ. Tôi nhắc lại, rê phẩy này nó chỉ có hai nghiệm là trừ 4 và 1 thôi, cho nên là trong suốt cái khoảng này nó không còn nghiệm nào nữa, nó không còn nghiệm nào nữa, có nghĩa là trong khoảng đó nó không đổi dấu, hiểu nào? Nó không đổi dấu, nghĩa là mình lấy một cái số làm đại diện, mà nếu nó âm á, thì cả khoảng là âm hết, nếu nó dương thì cả khoảng là dương hết. Vậy âm ở đây, bên ngoài đây là dấu cộng đây, đồng biến, nghịch biến, đồng biến, đó là bài thứ hai. Em nhìn lại một chút xíu bài này. Được chưa? Là bài số 3. Là bài của chuyên đại học Vinh năm 2019. Để thi thử. Số 3. Ở đây y nó cho là bằng 2 lần, y cho bằng 2 lần của f trừ x. Mình đặt nó là rx đi ha. Y bằng rx bằng 2 lần của f trừ x. Vậy là suy ra được cái rê phẩy đạo hàm của k mà nhân cho một cái hàm gì đó thì lấy nguyên cái số k này ra ngoài là 2. Đạo hàm của f trừ x, f của u, u phẩy là trừ 1, đây là ra trừ 2 luôn, nhân cho f phẩy của trừ x. Lúc đó ta có được cái r phẩy x nó bằng trừ 2, ghi lại trừ 2, ghi lại f phẩy, ta nhìn lại cái hàm f phẩy x là bằng x bình, f phẩy x là bằng x bình nhân cho x bình trừ 1. Vậy f phẩy của trừ x là bằng gì? Trừ x bình phương rồi nhân cho trừ x bình trừ 1, mà trừ x mũ chẵn lên nó chẳng qua là nó giống cái hàm f phẩy đó, và 2 trừ 2 nhân cho trừ x bình phương, nó vẫn là x bình, nhân cho trừ x bình phương là x bình trừ 1. Thank you.
Rồi, bây giờ thầy cho cái r'(x) này bằng 0. Dễ dàng thấy nó cũng có máy nghiệm. Chỗ này là x bình bằng 0 tương đương với x bằng 0 là một nghiệm này. X bằng 0 là một nghiệm, nó là nghiệm nghiệm kép. X bình trừ 1 bằng 0, nó ra hai nghiệm phân biệt là x bằng 1 và x bằng trừ 1. Đấy. Cái công việc còn lại là chúng ta lập bảng biên thiên. R phẩy R ba nghiệm phân biệt, nghiệm thứ nhất là trừ 1, nghiệm thứ hai là 0, nghiệm thứ ba là 1. Đa thức nên đây là 0 hết. Chú ý ngay chỗ số 0 là nghiệm kép, tôi khoanh nó lại dấu. Bây giờ x này lớn hơn, sẽ giấu số tận cùng bên đây, bên phải. Cho x bằng 2, x bằng 2 thế vào. Này là dương, này là dương. Nhân cho trừ 2 là âm, vậy đây là dấu trừ. Qua nghiệm đơn đổi dấu thành cộng. Qua nghiệm đơn đổi dấu thành, xin lỗi, qua nghiệm kép không đổi dấu, đây vẫn là cộng và đây là dấu trừ. Qua nghiệm đơn đổi dấu thành trừ. Vậy nó giảm trừ vô cùng cho đến trừ 1. Nó tăng từ trừ 1 đến 1 và nó giảm từ 1 đến cộng vô cùng. Bây giờ chúng ta kiểm tra đáp án xem có cái phương án nào là đúng. Hàm số này đồng biến trên khoảng 2 đến cộng vô cùng. 2 đến cộng vô cùng sai rồi, đúng không? Hàm số này đồng biến trên khoảng trừ vô cùng đến trừ 1, trong khoảng trừ vô cùng đến trừ 1 nó giảm, sai luôn. Hàm số này đồng biến trên khoảng trừ 1, 1. Đây, chính xác. Hàm số đồng biến trên khoảng 0, 2. D cuối cùng, 0 ở đây, hai bên này. Cũng sai luôn, bởi vì có đoạn này nó tăng, còn đoạn bên này nó giảm. Đúng không nào? Vậy là đây ta chọn phương án đúng là phương án C. Thì ở đây là một số cái bài toán mà về cái hàm xét sự đồng biến nghịch biến của một cái hàm ẩn, mà ở cái dạng là nó cũng khá cơ bản, chưa khó lắm. Thì cái video sau thì thầy sẽ hướng dẫn các em một số cái hàm nó có cái sức nặng hơn, nó nằm ở cái mức độ là ở vận dụng cao hơn một chút. Thì video này nó là kết thúc. Kính chúc chúc các em là học tốt. Thì chào các em.